Ai cho đó mình địch hôn mà nát, đâm nàng đọc phương phố ở robot xâm đạch ở kẻ mà hà xe nạp ở đây để cho hôn sàn, nâng xâm đạch kỳ tệ bởi bình đất. Bạn anh chương chỉ ở thập đấy, khi nông bị thi cắt ở rực xây má, nâng xâm phố xâm bạch tập hóa nền ní, khi nông vọt ưu đoàm xa mực ký, hà vọt bìa gần sáng, nơi khai hạt kỳ chắc, nếu thế ngay tìm bám khai mạc kỳ ra cho nam bí bó nập hợi bầy. Ai cho đó mình địch hôn mà nát, bạn thay nhóm ớt xa tố, chung phút xe mặt tập hồi chạy tràn, đại bàn cạt lãng nơi khăn nông tì vọt ả rám, đại tớp tê miên ả dụ ca bà màn chiêng đọc chân nắm mùi ní, cà rào mà lục xoăn tịp hiếp, nâng cầm lăng xa mà kì hiếp rồi bọc bất bật sạch chùm nọc chương vọt, ả nhà thô mù lực thén. Bà rôm tiền xa bà rào bà chân chạy ngay tiền ớt, đại miên xa thi chạy thả lá, rụp rùm khní đòi chỗ lơ mù lực thén, nây và bà thói chạy rùm lết. Đồng bày đồng cò tốc nông bệnh bồ đạt sạch nế, nâng bần xa tốc chu nệ chùm nón cỏi cỏi tiệt. Nước nông ốc cạc nụt đá, ai cho đồng bệnh địch hôn mà nát, bàn ốc ốc sạch tổ, chùm mùi mệt đá, bầy đá, ăn áp chịp bá, nâng khu mùi khuất xa xa nụt xa. Đại tờ bàn bà lòng chốt mà xùm một sực xa tu tì dịa phúm nơi tù tiếng bạch tế, có đó chia nước nông khát bạch chai hình nịp tỏa. Ai cho đồng bắt bà tỏ thà, nông cà lạ tây xác đa bạch tế công phong bần tỏ áp hì vọt ở đây chùm rán. Đôi bề bạch chất bón, nâng tốt từ ảnh ạc cốt, cứ tiêm tía nơi ca khách khóng bằng bài ở rụt bọc mùi khu mùi. Đại trời có sáng luôn, ở khách chế thôn thiên mùi nút, bà cọp đòi xe mặt tập hiếp tiền phát chùm nét đấng, nâng phát cốt nập thô, xa lật thô. Ai cho đóm bàn mình chế thà, nơi xa bàn mạng thằng ngày tiết, nâng đo cùng rụt khụp lực tì xa sập bốn, nơi tị viết chế chùm nét bàn bì mạng cà rá, đại bàn chùi ở miệt tập phúc Campuchia, nâng bà chế chết khmái từng mùi. Bạn ở rụi chạm phát bì ở rụi bò bà lại bùi sắc bồi bột. Châu lơ mù lửa thén, nây chơi chùm niệm bàm bì mạng cà rá. Campuchia bàn bò chùm hiến tâm mục ạch chục chố, nâng xùm rạch bán nây xùm mặt tập phát bà bọt sắc chỉ tràn. Hai ạch tên nây côn bòm nạch bàm bì mạng cà rá ní. Còn nâng bần tó thật đọ chóc khăn nông cổ ra áo bạch đón ở rụi bò bà chì chùn khmát cử rụt. Đại tư tù bàn ca chút xung cửa ai dụ chi vết, ai rụi phát bì ca cặp xùm lắp, khăn nông ở rụi bóp viên bì khiết, đò xa háo dùng khăn nông. Chúng bố chân nằm bí phát nập hệ bầy nì phòng đá, có chế chân nằm nây ca bật bình chóc tiếng xe rộng. Nây đâm nà ca ở rụi bóp xa lạc ở đây khmai cờ hôm, đại chế xa mặt tập phát đò trả chắc trở chọn. Cả rộng ca đực nóm bà cóp đòi kể tệ bẩn đất, nâng chạc khẩu bí sái ở rụi bóp xâm đạch ạ kia mà hà xe nạp ở đây để cho hồn sán. Bà mục rị đoạt thạp bí bác Campuchia, rùm nâng cạch khách khóc bằng bán ở rụi bóp cỏm ca nghiê cực lùm đập thế. Cả đó chế ca cho rùm ở rụi bóp xa hạ cốm ân trả chiến, tạm rị dịa ông ca xa hạ bà chí chết. Khăn ông ca bà đó nư ở đóng bà dòi nây dự tịch thó. Đà thân nhiệt đó ca thay đại xa sọc xoan tịp phiếp, xa mạc kỳ phiếp, nâng ca chú chối xung non phá lâu chật mũi đó xung khăn chạm bách xung rạp chốn ở rụng cửa. Nâng cà rộng cửa xá, cơ đó chỉ ca ở rìa riêng công ở miền ca cạt láng xa chết thầm mây, nơi sọc nền được kém đó sáng chữ chập khỏi xá. Đã Campuchia thuộc bàn tù tù ở rộng cửa, khăn ông chân lọt chân áp mùi bọn bà bùa rơi chật sập rám, đó chân áp mùi bọn bà bùa rơi chật sắp rám buồn. Hai chạc khẩu vi xay bần tọp ở rộng bọt xâm đạch đế chố, cư thuộc ca chú xung cửa ai dụ chí vết ở rộng bọt bà chức bò rõn, vì hành nịp hơi nây cọp mín, đã nơi ta chỉ khít tật có liệm mốc nửa lại. Tạm ở dạng ca khách khóng xâm rạch ở bán, nơi cổ đào Campuchia có miền miễn cho năm bị bó nập hệ bàm. Khách tạ cao bàn bàn tò bằng chuẩn tình ca chạm vọt sáng bằng ca chung mưu COVID-19 khăn ông cọp khăn tu tiền khách đâu tỷ 4, tỷ bàm, nâng tỷ bàm mối xâm rạp cổ má, nâng mà nụ bình với nơi thích tỷ bàm mối khai mạc ra cho năm bị bó nập hệ bấy. Nơi mình tìm sự khá bị bà khát, cả rào mặt thập đầy phiếp. Ai cho đóm dù nà xí, bà thiên cả rộng bực xa khát tạc cáo, bà rộng tiền bà chìa bà rộng chô rốt dây chân ở rục tiệt. Ai cho đóm dù nà xí, bà thiên cả rộng bực xa khát bán miếng bực xa thẻ. Bà chờ bọn ní, chung ngư COVID-19, mình toàn ở rộng liệt bắt bì bì phục lốc nở lại tê. Bố cư viên nơi tài miên cả chlóng ở rịt riệt đá chạy kháng bì mùi thang ngách tờ mùi thang ngày. Đòi bà tế chết ở rộng bỏ chướng, cà rộng cả đất nóm ở rộng bỏ xâm đạch để cho hồn sáng, nơi dụa ra bằng trái, tài anh tế kịch cố nâng dục chất đục đạn. Chúng phụ sẽ có mà lập hiếp bà chì bà rốt tiền múl, nâng khách khom bằng bánh và nhờ rộng vọt sáng vì bằng đà bà tế chì mít. Đồng bày dục một trạng chốn bà chì bà rốt đòi ạch kịch thái, khăn ông này xâm đáng tập sẵn cả chlóng ở rộng đá nơi chung người COVID-19, công ở chlóng nâng cạch bằng thói ạ tra nơi sắp đòi chung người COVID-19. Bạn bằng thèm thẻ. Còn lòng mốc ca chạm vọt sáng lực tì muối, lực tì bí, nâng lực tì bấy, nước nông khát tạc kéo.
Thưa bạn là ở hai, có bản tay ca chạm vật sang đô tỷ 4, tỷ 5, nâng tỷ 5 mùi ní, hạ mân tốt mà là ở bà xa. Đối chứ này, xôm ở nhà thô một lực thán. Rốn cho mùi nâng sạch bàn bị bốn, trời dục chặt tục đá, nâng chùm rôn đọc bà chiếc bà rốn, nâng ập bộng mặt đáy, đầy miên côn cực ảy dụ. Ôi mong tụ tù chạm vật sang, mong ca chung người COVID-19 ở bàn cực khả nì. Bà ca chạm vật sang COVID-19 đô chùm rôn ní, miên sạch xâm khăn nế. Nâng chùi ai bà bốn ở riêng cái, miên phiệp ở rừng mõm, bần xóm nâng bà chăng cà phía bàn phi chung người COVID-19 bằng phần thầm ấy, bà phết Omicron, nâng bà phết đợt tẩy tiệt. Ai cho đóng, dù nà xí bàn chùm rừng nâng này nó bằng thảm tiết đòi ở nhà thông lực thàn, phúm không xứng cách, vì sách môn trầy bị bọn, trở bằng tò cá nghĩa chọc sập sái bì vì thiên cả bằng cá, nâng tục sạch bì cá cho lòng ở rịch riêng đá cho người COVID-19 đọc là chiếc bộ rọt khả nông xã cốm. Vì sách, vì thiên cả bày cốc bày cá bìa ở rộ bò hà rịch rọt thạp bị bá, nâng vì thiên cả đã tẩy tiết ở rộ bò cổ sống sạch bị bá. ជាស្ថានបច្ចេកទេសសកលភាពកំចាត់មីនស៊ីម៉ាក់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបើកវគ្គសកលភាពកំចាត់មីនស៊ីម៉ាក់បណ្ដុះបណ្ដាជំនាញកគរកសោទូទៅដល់គ្រូបច្ចេកទេសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2021អាយដាមហេងរតនាប្រតិភូរីករដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសកលភាពកំចាត់មីនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាវគ្គជំនាញគរកសោទូទៅដល់សិក្ខាកាមដែលជាគ្រូបច្ចេកទេសនៃមជ្ឈមណ្ឌល
ដែលមានប្រសាទថាដើម្បីខ្លាយខ្លួនជាគ្រូដែលមានទេពកោសលក្នុងការបង្រៀនបានល្អត្រូវដឹងពីស្ថានភាពសិស្សរបស់យើងតើគេគិតអ្វីមានបំណងអ្វីសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលជាគ្រូបច្ចេកទេសនិងចាំដូចស្គាល់ភាពកំចាត់មានសិមាបានចូលរួមវគ្គសិក្សាខ្លាយខ្លួនជាសិក្ខាកាមនៅថ្ងៃនេះនិងទទួលបាននៅមូលដ្ឋានគ្រឹះល្អបទពិសោធន៍ល្អដូចជា ត្រូវដឹងអំពីការគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀនកម្មវិធីសម្រាប់បង្រៀនពិសេសត្រូវប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈគួរបញ្ជាក់ថាវគ្គសិក្សានេះមានរយៈពេល8សប្តាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែមករាដល់ថ្ងៃទី13ខែមិនិនាដែលមានសិក្ខាកាមចំនួន69នាក់ស្ត្រី9នាក់ នៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2022អាដាមស្នៃតូសំសុនមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកំពង់ធំប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំបានដឹកនាំសហការីរួមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីបានទៅប្រគល់ខ្នងផ្ទះទី233ដែលជាអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសចិនចាក់កម្ពុជាប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជានិងសំណាក់កតិប្រតិបត្តិបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនតាម រយៈអាយដាមទេសរមត្រីនាយដាមស្នៃកតិសង្ហបណ្ឌិតគង្គឹមអគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាជួនគ្រួសារអតីតយុទ្ធជនពលីនៅភូមិព្រៃគុយឃុំព្រៃគុយស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំ ឧត្តមស្នេហ៍តោសំសុនបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីកាន់កំលីអាយុ49ឆ្នាំជាស្ត្រីមេម៉ាយមានកូនក្នុងបន្ទប់ចំនួន3នាក់ប្រកបមុខរបរធ្វើស្រែត្រូវជាភរិយាលោកប្រណបាលឯកសុនសម្បត្តិចូលបម្រើការកងទ័ពឆ្នាំ1991នៅអង្គភាពទ័ពឆាត់យងប្រមុនដមួយរាជធានីភ្នំពេញហើយបានពលីជីវិតនៅឆ្នាំ2005ដោយសារជំងឺរើមុខរបួសចាស់ ដែលមើលឃើញពីជីវភាពរស់នៅមានការលំបាកខ្វះខាតទើបគណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំសមការសម្រេចសាងសង់ផ្ទះជូនគាត់នៅពេលនេះជាខ្នងផ្ទះទី238ដែលជាអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចកតិប្រតិបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែន
ឧត្តមសេនីយ៍តោសំសុនបានអំពាវនាវដល់ក្រុមគ្រួសារអតីតយុតិជននិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវខិតខំថែរក្សាសុខភាពនិងសូមអញ្ជើញទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី4និងដូសទី5ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នានៅតាមមណ្ឌលសុខភាពតាមការអំពាវនាវរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងពិធីប្រគល់ផ្ទះថ្មីនេះក្រុមការងារអតីតយុតិជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំបាននាំយកនៅអំណោយរបស់អា
ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះបាយមួយចំនួនព្រមទាំងថែវិការមួយចំនួនផងដែរ ទន្ទឹមតាសិកជនព័ត៌មានជាតិដល់លោកអ្នកបានទស្សនាបាញ់មីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៀតនៅពេលនេះនាងខ្ញុំនៅក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា